Xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 12 âm lịch sẽ giúp cho chúng ta biết trước được những sự việc có thể xảy ra để biết cách mà phòng tránh. Phần luận giải chi tiết lá số tử vi cho những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ giúp cho bạn thấy được một bức tranh toàn cảnh về vận hạn cũng như là vận trình tài lộc của những người sinh năm 1958, Mậu Tuất, nam mạng và nữ mạng. Nhờ đó thì giúp cho chúng ta biết được những dấu mốc quan trọng trong vận trình của mình về sức khỏe, gia đạo cũng như là về công danh sự nghiệp trong tháng 12 âm lịch, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Và thưa quý vị, qua đó thì quý vị cũng sẽ nắm được về tổng quan vận hạn của mình có điều gì đặc biệt và cũng qua đó thì sẽ có những phương pháp hóa giải để tăng cường tài lộc và may mắn trong tháng 12 âm lịch. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 mệnh Bình Địa Mộc là người thành thực, trung hậu và có hiểu biết rộng. Đây là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân nếu cần thiết và vì vậy, họ được nhiều người tin tưởng, yêu mến. Người tuổi Mậu Tuất có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy. Họ cũng có khả năng chịu đựng khá khó khăn, gian khổ. Khi đã chịu xác định mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung. Mậu Tuất là người rất có năng lực làm việc nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng là người không thể giữ yên lặng trong thời gian dài. Tuy vì không có khả năng biểu đạt nên họ thường chỉ có thể nói rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy rất cô độc. Tuổi Mậu Tuất mong ước có một cuộc sống giản dị bình thường nên họ không có nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử. Tử vi các con giáp tháng 12 năm 2021 cho rằng trong tháng này các gia chủ Mậu Tuất sẽ cần phải chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp suy nghĩ nhanh, không thấu đáo sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Về vấn đề sức khỏe, người tuổi Mậu Tuất cần lưu ý, đành rằng ở tuổi này sẽ dễ mắc những căn bệnh tuổi tác, nhưng không phải vì thế mà bạn bỏ bê bản thân. Bạn nên tham gia vào các buổi gặp gỡ, tập các bài tập vận động phù hợp với lứa tuổi, giữ tâm trạng luôn vui vẻ thì sẽ cải thiện được tình hình sức khỏe của mình rất nhiều. Mậu Dương Thổ gặp Tân Âm Kim nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây chính là tháng khá tốt cho gia chủ tuổi Mậu Tuất, nếu có cơ hội tốt cũng cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ tới, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng 12 năm 2021 âm lịch, tháng này với những người làm ăn kinh doanh sẽ may mắn khi sự nghiệp đang đứng về phía bạn. Các hợp đồng, cuộc gặp gỡ đối tác sẽ tương đối nhiều khiến cho bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khá khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, bạn có cảm giác rằng những chỗ phát huy tài năng của mình thì không được triển khai, kìm nén niềm đam mê trong công việc ở mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc là làm việc ở nơi khác thì bạn đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong môi trường mới và gặp gỡ các đối tác khách hàng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể ứng tiền như là chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật và bị phạt.
bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mình gây ra. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền mất của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Mậu Tuất phải đối mặt. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 12 âm lịch, người tuổi Mậu Tuất tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau và có gì đáng lo ngại. Phong thủy lộc tài nhắc nhở tuổi Mậu Tuất cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bạn có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực, dồn nặng khiến cho bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ và căng thẳng. Gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958. Thứ tư, về mặt tình cảm và gia đạo. Các gia chủ Mậu Tuất đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời nhau. Do đó, bạn không có khả năng tách ra cho đến khi chết. Nếu bạn không bị ràng buộc, bạn có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần còn lại của cuộc sống trong tháng này. Tháng 12 âm lịch, bạn sẽ phải để tâm lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn. Nó luôn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian để lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để cho con của mình có cuộc sống riêng. Hãy sống vui vẻ, sống khỏe. Là người làm cha, làm mẹ trong gia đình thì hãy cố gắng là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái của chính mình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sai Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 12 năm 2021, tức ngày 15 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 12 năm 2021, tức ngày 27 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với tuổi Mậu Tuất trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 12 năm 2021, tức ngày 14 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 12 năm 2021, tức ngày 26 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, các gia chủ Mậu Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.
Thưa quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 12 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 12 âm lịch này. Tới đây thì Diễm Quỳnh rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nốt đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất về những video của chúng tôi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát. Xin mến chào!